nhị cáp, xâm nhập vào bầy sói bị lộ ra ánh sáng chính thị như thử ta. Là chỉ nhị cáp, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Bầu trời vẫn là cái bầu trời kia. Mặt đất vẫn như cũ y vậy, bất quá vào mắt chính là một phiến đại thảo nguyên. Mặt trời nóng rực treo trên bầu trời. Bốn phía truyền đến một hồi lại một trận động vật tiếng kêu. Thính giác thị giác khứu giác. Trong nháy mắt bị phóng đại rất nhiều lần chỉ có điều mình đây chiều cao là chuyện gì xảy ra vừa vặn cao hơn cỏ dại ta đây là trọng sinh sao xem ra hẳn đúng là tại thảo nguyên bên trên khác thường ta đời này thật giống như không phải là một người a à. ngay tại hắn còn đang nghi ngờ thời điểm đột nhiên nghe đến đỉnh đầu lướt qua một chiếc không có người máy bay rất hiển nhiên là đang quay phim mình Lúc này phương xa đang có cái cắm trại lều vải, bên trong thiết bị 10 phần hoàn thiện. Một tên diễm quốc tướng mạo vóc dáng 10 phần cây tiểu tỷ tỷ, lúc này vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía laptop. Bên cạnh không chỉ có rất nhiều chuyên ngành động vật hoang dã chuyên gia, tuổi tác đều có chút đại. Thậm chí còn có mấy tên đạn thật phát thương bảo tiêu. Tên này tiểu tỷ tỷ ngược lại có vẻ hoàn toàn xa lạ ăn mặc thời thượng thon dài chân dài nhan trị cực kỳ cao điều này sao có thể các ngươi mau đến xem là ta hoa mắt vẫn là ta xuất hiện ảo giác kenya khu bảo hộ động vật tại sao có thể có nó mấy tên diễm quốc lão chuyên gia cũng là vội vã chạy tới làm sao hân hân có cái gì phát hiện mới lời còn chưa nói hết khi nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh thì tất cả mọi người đều mơ hồ rồi đây điều này sao có thể chứ nó làm sao sẽ xuất hiện tại đây đây đã coi như là nuôi trong nhà sủng vật chẳng lẽ là cái ác ôn nào phóng sinh tại khu bảo hộ động vật mấy tên chuyên gia hai mắt nhìn nhau một cái sau đó liền bỏ ý nghĩ này hân hân cũng lên tiếng phản bác không thể nào nó nhìn qua tối đa mới ba tháng đại theo lý mà nói căn bản là sinh tồn không xuống đừng nói là châu phi sư rồi, tùy tiện đến một cái chó săn đều có thể đem nó lùng giết, đầy hình thể đồng dạng cũng chạy không thoát ưng con mắt, hân hân nhìn điện thoại di động. Trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cho phát sóng trực tiếp giữa quần chúng giải thích. Trở lại hiện trường, máy bay không người bầu trời quanh quẩn, camera cũng là theo sát bước tiến của nó. Em muội muội ầm, trên đầu ta đồ chơi này hẳn đúng là đang quay phim ta đi, hảo gia hòa chẳng lẽ đời ta là cái gì sư tử hoặc là con báo con non nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực rất có tự tin nhìn về phía camera vậy mà vẫn còn tại tìm cho mình ống kính nào ngờ tại phía xa tha hương phát sóng trực tiếp giữa đám khán giả thấy một màn này không chỉ không có khen nó hung hãn ngược lại là ta đi Thật sự là tuyệt vật nhỏ này vô cùng đáng yêu, vậy mà còn có thể sắp xếp post, steamer steamer, ta không muốn xem cái gì động vật hoang dã rồi, ta chỉ muốn xem nó, cộng 1, cộng 9999 hân hân lúc này cũng không biết nên giải thích thế nào. Nếu đám khán giả thích nhìn, vậy liền khống chế máy bay không người đi theo đập là được. Ai, ta cảm thấy vẫn là hẳn đem vật nhỏ này cứu được, nó nếu như chết ở chỗ này cũng quá đáng thương, còn không chờ đám khán giả đồng ý ý nghĩ của nàng, nguy hiểm một màn lại phát sinh. Chỉ thấy nó bốn phía nhất thời vây lại một đám châu phi sói thảo nguyên. Từng cái hung thần ác sát nhìn qua liền mười phần không dễ chọc. Hai cái trưởng thành lang ở phía trước, năm, sáu con lang con non theo sát phía sau. Xong đời xong đời, steamer mau nghĩ biện pháp đem nó cứu được a à? đúng vậy a à, chúng ta có thể không đành lòng nhìn thấy nó bị ăn thịt lời nói như vậy nhưng mà lúc này cũng đã không còn kịp rồi hân hân cũng có chút không dám nhìn kế tiếp hình ảnh ai cũng biết kết quả của nó chỉ có một chữ chết ống kính trở lại hiện trường nhìn lên bầu trời máy bay không người ống kính qua lại lắc lư thật giống như muốn nhắc nhở mình cái gì hả nhìn nhìn mình chân nhỏ, vào mắt cũng không phải sư tử hoặc là con báo chân to. Ngược lại là, trắng đen sen kẽ, và không chút nào móng vuốt sắc bén. Ngạch, tại sao ta cảm giác đây giống như là vuốt chó đâu, hơn nữa làm sao giống như vậy husky móng vuốt. Không phải đi, vận mệnh đây là mở cho ta cái gì quốc tế đùa giỡn, lão tử đây chính là ở trên đại thảo nguyên, không 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 thể nào tuyệt đối không có khả năng, ngửa đầu. Gọi, gâu, 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 vãi. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, để nó mười phân rõ ràng nhận thức ra. Mình cũng không phải cái gì dã thú hung mãnh, mà là một con chó. Các người không có nghe lầm, hắn không chỉ là một con chó, vẫn là một cái husky. Nó thật giống như không thể tin được. Nhìn về phía trước một bãi nước mưa, giống như soi gương một loại nhìn đến mình trắng đen xen kẽ màu lông sắc bén khuyển nha và mình cặp kia một giỏ một lục dị đồng rõ ràng là một cái husky nhưng không chút nào thua một chút uy phong may mà đây nhan chị không tính quá thấp nhưng đây thì có ích lợi gì đây lão tử vẫn như cũ con chó a à, người để cho ta tại hung vật này hoành hành địa phương làm sao sống nổi a à. lão thiên bất công a à, còn không chờ nó tảo oán xong Bén nhạy thính giác và khứu giác phát giác được bốn phía khác thường tiếng bước chân tuy rằng nhỏ nhưng mà nó nghe hết sức rõ ràng tám cái hai cái trưởng thành sáu cái ấu niên chính là khí tức này làm sao quen thuộc như vậy chứ tâm lý cũng không có cái gì cảm giác nguy cơ vừa nghĩ tới đây nhất thời từ một bên trong bụi cỏ đi ra hai cái đối với nó mười phần cao to uy mãnh họ chó sinh vật đây là sói thảo nguyên hùng mãnh ánh mắt, khỏe mạnh tứ chi, khuôn mặt hung tướng. Đặc biệt là kia ký hiệu trùy đuôi, nhìn qua liền mười phần hung hãn. Trong tâm nhất thời, thịch thịch một hồi. Xong rồi, để cho ta trọng sinh thành một cái husky thì coi như xong đi, mở đầu lại tặng ta loại này đại lễ, ngay tại husky lúc tuyệt vọng. Bộ não bên trong nhất thời truyền đến một hồi thanh âm nhắc nhở. Hoàng dại nhị cấp tiến hóa hệ thống khóa lại thành công, chủng loại. Husky, tuổi tác, 3 tháng, lực lượng, một nhanh nhẹn, một kỹ năng đặc thù, không có, đời sau, không, đều tình huống này rồi, ngươi còn cảm thấy lão tử có thể có hậu đại, mẹ tuyệt. Husky có chút mờ mịt, lúc này liền tính kích hoạt hệ thống thì có ích lợi gì, đầy yếu đến bạo thuộc tính, lại có thể để cho mình làm thế nào? Nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy, đầy rẫy phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở, chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như El, Orc, Châu, Goblin, Minotaur, Người Cá, Người Lùn Hobbit. Người Lùn Đuốc hay đến các chủng tộc ở ma giới như Succubus đều có. Nhị Cáp, xâm nhập vào bầy sói bị lộ ra ánh sáng chính thị như thử thanh tú vọt lên. Nhị Lang rơi vào bẫy dập. Nghe chọn bộ tại mê audio com hai cái trưởng thành sói thảo nguyên nhãn quang tập trung nhị cáp thỉnh thoảng triển lộ ra răng nanh cũng chẳng biết tại sao trong lòng tuyệt không khẩn trương lúc này trong tâm cũng nhiều thêm hai cái tuyển hạng chạy vẫn là không chạy phí lời husky không nói hai lời chuyển thân bùng nổ ra toàn bộ lực lượng bốn chân đạp một cái lúc này hướng về bụi cỏ cao phương hướng tiến lên Hai cái trưởng thành lang thấy một màn này, vậy mà còn ngây ngẩn cả người, nhìn qua cũng hơi nghi hoặc một chút. A, à, tiểu gia hỏa này còn thật có chút thông minh, đúng vậy đúng, phương hướng này có thể nói là tốt nhất đường chạy trốn, chỉ cần hắn có thể chui vào ít nhất có thể có 5% khả năng sống sót. Mấy tên lão chuyên gia gật đầu liên tục, cảm thấy trước mắt con husky này tâm trí tuyệt không thấp nhưng, ý nghĩ là tốt, nhưng nó đối mặt chính là hai cái thành niên sói thảo nguyên A. Ai hân hân thở dài một cái, nàng đã thấy kết quả. Ôi chao, dưới mắt một màn lại để cho tất cả mọi người lần nữa mơ hồ. Hai cái trưởng thành lang nhìn về phía Husky chạy trốn phương hướng, không chỉ không có truy đuổi, ngược lại là mười phần không lo lắng đi theo sau lưng của nó. Khác thường, khác thường. Hân hân thật giống như nhìn ra cái gì, cũng tại liên tục cho đám khán giả giải thích. Sói thảo nguyên săn bắt thời điểm bình thường nằm dạp xuống tiến tới, hơn nữa lỗ tai sẽ dựng thẳng, cái đuôi mặc dù dưới rồi, nhưng mà chóp đuôi sẽ cũng sẽ không hướng trong lòng đất. Nói cách khác, đây hai cái sói thảo nguyên căn bản không có bước vào săn bắt trạng thái, có lẽ bọn họ liền chưa hề nghĩ tới muốn săn giết con husky này, lẽ nào Tiểu tỷ tỉ, tỉ mắt sáng như đuốc nhìn về phía màn ảnh, trong lòng có một cái hết sức lớn mật đích phỏng đoán. Nhưng ý tưởng này thật sự là phi thường vượt quá bình thường. Đặt ở tự nhiên giới cũng là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Vèo Husky trực tiếp đi vào cao trong bụi cỏ, biến mất tại sói thảo nguyên tầm mắt. Chỉ có trên bầu trời máy bay không người vẫn không có định bỏ qua cho nó. Một bên tại trong bụi cỏ chạy nhanh, vẫn không quên tìm kiếm Mùi. Khác thường, đây hai cái sói thảo nguyên còn theo ta. Không được không được, nhất định phải đem bọn hắn vứt bỏ, nó cũng sẽ không cho là mình có thể chạy qua sói thảo nguyên, dù sao loại này loại vật đoàn đội năng lực tác chiến cực kỳ cường hãn. Có đôi khi thậm chí có thể để cho sư tử cam bái hạ phong. Steamer đi nhanh mau cứu con husky này hắn đáng yêu như thế chúng ta cũng không muốn nhìn hắn vào miệng sói qaq tình huống không ổn a à, đây hai cái sói thảo nguyên chỉ là bằng vào khí tức là có thể theo sát phía sau husky thể lực tại sao có thể là sói thảo nguyên có thể so sánh nhanh mau cứu hắn phát sóng trực tiếp giữa mưa bình luận trực tiếp bao phủ toàn màn hình màn toàn bộ quần chúng đều ở đây lo lắng husky an nguy muốn cho steamer ra tay trợ giúp Hân Hân lại lắc đầu liên tục, bởi vì các nàng có quy định, động vật hoang dã giữa săn bắt quan hệ bọn hắn không thể xen vào. Trong thiên nhiên rộng lớn cá lớn nuốt cá bé ai yếu ai đó là một con đường chết. Các vị không cần phải kinh hoàng như vậy, ta cảm thấy đây hai cái sói thảo nguyên căn bản không có tính toán ăn thịt, quan hệ giữa bọn họ có chút đặc thù. Nói nói như vậy, Hân Hân tâm lý cũng thập phần lo lắng, bởi vì nàng cũng sợ mình đánh giá sai lầm. Lúc này tất cả mọi người đều tại nội tâm cầu nguyện, cái này ấu niên Husky có thể trốn khỏi đuổi bắt. Nhưng điều này thật sự là quá khó khăn. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm, Husky kế tiếp thao tác lại khiến cho người mở rộng tầm mắt. Trở lại hình ảnh chỉ thấy Husky về phía sau nhìn đến, thật giống như tại tính toán đây hai cái sói thảo nguyên bao lâu có thể đuổi theo mình. Hả, kỳ quái, bọn hắn vì sao không cần chạy, bất kể. Sinh tử không khỏi mệnh, phú quý không tại trời, muốn sống còn phải dựa vào chính mình, Husky đột nhiên quay đầu phương hướng, phía bên trái vừa chạy đi. Nhưng mà chạy bộ tư thái lại hết sức kỳ quái, thật giống như cố ý đem bụi cỏ chen lấn phân chia hai bên hắn đang làm gì, cử động này không phải đang tìm cái chết sao? Đám khán giả bắt đầu luống cuống. Chỉ chốc lát Husky liền nặn ra một con đường mòn. Dừng bước lại, nhìn một chút trên trời máy bay không người. Con mẹ nó ta thật sự chính là lần đầu tiên làm chuyện loại này, bất quá vì còn sống bất cứ giá nào, chỉ thấy nhị cắp lúc này liền nâng lên vuốt chó. Một cái mười phần tiêu chuẩn cầu nước tiểu thức động tác xịt xịt khi chúng bắt đầu xịt xịt. Phát sóng trực tiếp giữa đầy màn ảnh dấu hỏi. Đây đến lúc nào rồi rồi, con husky này vậy mà vẫn còn tại đi tiểu. Tuyệt, quả nhiên nhị cáp không hổ là nhị cấp mỗi lần cũng có thể làm ra một ít để cho người không ngờ sự tính. Sau lưng sói thảo nguyên cách nó chỉ có 10 mét khoảng cách. Tất cả mọi người đều tại thương tiếc. Khoảng cách này đã đại biểu nhị cắp kế tiếp sinh tử. Tiểu xong kết thúc công việc. Yêu thích người mùi đúng không? Ra để các ngươi người đủ. Gâu 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 liên tục mấy tiếng chó suột. Thật giống như cố ý đang hấp dẫn hai cái sói thảo nguyên. Chỉ thấy nhị cáp gión rén đường cũ lui về nguyên điểm. Sau đó đi vòng vèo lộ tuyến, hướng phía ngay từ đầu lựa chọn lộ tuyến đi tới. Bước chân mười phần cẩn thận, rất sợ lưu lại dấu vết gì, móng vuốt cũng thu vào, không có phát ra một chút tiếng vang. Nó, nó, nó đây là luyện chế một cái bẫy, muốn mê hoặc sói thảo nguyên tiến đường. Điều này sao có thể chứ, quá thông minh một chút bịch, hân hân dương cái miệng nhỏ nhắn, quả thực không thể tin được mình nhìn thấy cái gì. Mà đám khán giả còn chưa phản ứng kịp, nhưng là khi nhìn thấy hai cái sói thảo nguyên trúng kế thời điểm, mưa bình luận biến mất không còn một mống chỉ thấy hai cái sói thảo nguyên mang theo sáu cái con non hướng về husky thiết kế xong mới đi về phía trước khi đi tới cuối cùng cảm nhận được mùi của nó thì hai cái sói thảo nguyên đều ngốc một cái husky thật giống như trực tiếp bốc hơi biến mất căn bản không thể tiếp tục truy tìm tung tích của nó husky nhìn về phía sau phát hiện hai cái sói thảo nguyên trúng kế nhị cáp xâm nhập vào bầy sói bị lộ ra ánh sáng chính thị như thử gặp bầy chó săn. Thăng cấp, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Vừa yên tâm đám khán giả, nghe thấy hân hân những lời này, lại bắt đầu luống cuống. Đều ở đây dối rít hỏi thăm phía trước rốt cuộc là cái gì? nếu mà ta nhớ không lầm, phía trước từ bụi cỏ cuối cùng ra ngoài, là chó săn lãnh địa, không biết các ngươi còn nhớ hay không, đám này chó săn là đương thời quần ẩu sư tử đám kia, nghe đến đó. Tất cả mọi người suy nghĩ đều bị kéo đến trước một đợt phát sóng trực tiếp. Tám cái chó săn, thông qua linh hoạt chạy chỗ, và khuếch đại đoàn đội phối hợp. Đem một cái hùng sư chơi được răng vãi đầy đất, cuối cùng thậm chí mất mạng tại chỗ nếu không phải hùng sư đồng bọn chạy tới khả năng thật liền giao phó tại chó săn miệng dưới ở mảnh này khu bảo hộ chó săn đại danh từ chính là gian trá giảo hoạt sẽ không có bọn hắn không dám chọc đắc chủ phi thường yêu thích lấy nhiều bắt nạt ít đánh phối hợp chiến cũng không phải tất cả bầy chó săn cũng dám đi chọc trưởng thành hùng sư nhưng một đội này bầy chó săn lại thật dám hơn nữa còn suýt nữa săn bắt thành công Nghĩ tới những thứ này, đám khán giả cũng là sau đó sống lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu mà Husky thật gặp phải bọn hắn, kia không hề nghi ngờ, 100% sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nó căn bản không chơi thắng bầy chó săn A, à, Steamer nhanh dùng máy bay không người dọa một cái nó, tuyệt đối không nên để nó hướng con đường này đi A, à, hân hân cũng có chút nóng nảy vội vã điều khiển máy bay không người tầng trời thấp phi hành, thậm chí cũng sắp áp vào Husky trên lưng của. Nhưng mà trước mắt cái này tiểu gia hỏa thật giống như cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại này công nghệ cao. Không có bất kỳ sợ hãi. Hoàn toàn khi máy bay không người không tồn tại. Tự mình về phía trước chạy. Gần 5 phút lộ trình, nhị cấp cũng là thở hồng hộc. Bất quá rốt cục thì chạy tới bụi cỏ cao cuối cùng. Mơ hồ nhìn được phía trước còn có một đạo hồ nhỏ, vội vội vàng vàng liền sông ra ngoài. Uống nước uống nước, ngay tại sông ra không đến 10 mét. Nhị Cáp đột nhiên sau đó sống lưng lạnh cả người, một cổ hết sức phức tạp khí tức truyền vào hơi thở. Vậy mà còn mang cho mình một cổ 10 phần nguy cấp cảm giác. Mùi này, thật giống như có chút không đúng lắm a, à, đám khán giả tại máy bay không người thị giác bên trong thấy hết sức rõ ràng trong lòng tất cả đều thịt thịt một hôi xong đời lúc này một cái so với hắn lớn hơn gấp mấy lần chó săn đang đứng tại phía sau của hắn mà phía trước còn có một cái khác chó săn trước mặt đi tới không hổ là đoàn đội tác chiến đội ngũ đi lên vậy mà cũng biết đem nhị cắp đường lui đoạn gầy lúc này đã là cá nằm trên thớt chờ đợi người săn đuổi tuyên bố tử vong của nó nhìn phía sau lại nhìn một chút phía trước chó săn, đại nạn không chết tất có hậu phúc là người nào nói. Ta tinh tinh ngươi cái đại tinh tinh, phía trong lòng một trận chửi loạn, một khắc này đã là tử cục. Một cái trên thân tất cả đều là vết sẹo chó săn đâm đầu đi tới, mặc dù là chó săn, nhưng khí thế rất là càn rỡ. Xem ra hẳn đúng là đàn thủ lĩnh. Khóe miệng chảy chảy nước miếng, đã đem nhị cáp xem như trong mâm chi bữa ăn, keng gặp phải sinh tử nguy cấp kích hoạt kỹ năng. Thuộc tính kiểm tra chính đang cải thiện nhị cấp nhanh nhẹn thể chất đây đột nhiên tạo lên tiếng vang, giống như tiên âm. Chỉ cảm thấy bên trong thân thể thậm chí thần kinh đều đang không ngừng trưởng thành, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, cải thiện xong chủng loại. Husky tuổi tác 3 tháng, lực lượng một nhanh nhẹn, 50 kỹ năng đặc thù. Thuộc tính kiểm tra tuy rằng lực lượng cũng không có gia tăng. Nhưng mà nhanh nhẹn độ một hồi lật 50 lần chính là không biết đây 50 đến cùng có đủ hay không dùng, ngay tại nó nhìn về phía đâm đầu đi tới chó săn sau đó, một chuỗi số liệu xuất hiện ở trong mắt chủng loại. Chó săn, lực lượng, 10, nhanh nhẹn, 30, đủ dùng. Hoàn toàn đủ dùng. Từ đầu đến cuối hai cái chó săn trong cổ họng phát ra vang dội âm thanh. Hiển nhiên là đối với nó xông vào lãnh địa của mình bất mãn hết sức hơn nữa đây cũng là một loại tức đem tử vong nguy hiếp ôi chao tại sao ta cảm giác đây husky tứ chi thật giống như nhiều hơn rất nhiều khối cơ thịt a à, móng vuốt cũng sắc bén không ít ngay cả ánh mắt đều thay đổi sắc bén hơn rồi sợ là ảo giác đi coi như là có cơ thể lại có thể làm sao trước mắt đây đoàn đội liền hùng sư cũng không sợ a à, xong đời ta cũng không dám nhìn rồi qaq cộng 9999 ngay tại toàn bộ quần chúng đều đang vì nó lo lắng thời điểm. Husky lại ngẩng đầu thật ích, hoàn toàn không hề bị lay động. Một đôi dị đồng 10 phần sáng ngời, từ đầu đến cuối qua lại quay đầu quan sát hai cái chó săn nhất cử nhất động. Đầy nhanh nhẹ độ tăng lên chính là không giống nhau a. À. Thính giác cùng thị giác 10 phần cởi mở, động tác của đối phương ở trong mắt nó thật giống như chậm thả không ít hừ không phải là một người đấu lưỡng cầu sao chuyện nhỏ không đúng tình huống này thật giống như một con chó đấu lưỡng cầu hân hân và các vị động vật chuyên gia đối với động vật tư thái đều hết sức lý giải tuy rằng phi thường lo lắng nhưng mà nhìn ra husky khác nhau thật đúng là nghe con mới sinh không sợ cọp a à, đây husky thật giống như cũng tiến vào trạng thái chiến đấu ít nhiều có chút không khoa học a à, nó làm sao lại đối mặt chó săn còn bình tĩnh đi hân hân một mực che cái miệng nhỏ nhắn rất sợ tiếng hít thở đều sẽ ảnh hưởng nhị cáp đều thật có chút khẩn trương quá độ trở lại hiện trường loại kia vang dội âm thanh lúc này cách mình không đến 3 mét tiền hậu giáp kích có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc phía trước chó săn thủ lĩnh ánh mắt động một cái cho phía sau chó săn đánh cái gì chỉ thị trong nháy mắt để cho nhị cáp cảm thấy khác thường. Không hổ là đoàn đội săn thú động vật, loại ánh mắt này phối hợp chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Xoát xoát vèo chỉ nghe phía sau truyền đến một hồi mài móng vuốt âm thanh. Không sai, phía sau chó săn đã hướng về nhị cáp nhào tới. Một ít tiểu tỷ tỷ quần chúng đã bị bị dọa sợ đến gào gào thét lên có ý tứ mà husky không chỉ không có hoảng cũng không quay đầu lại vậy mà đang dùng âm thanh đánh giá nhào tới vị trí và thời cơ ngay tại liệp vuốt chó đụng phải nhị cáp trong nháy mắt tứ chi trong nháy mắt bạo phát ra lực đạo một cái nhẹ nhàng đột nhiên thay đổi hết rồi chó săn vồ hụt rồi chó săn ngây ngần móng vuốt rõ ràng cũng sắp đụng phải nhị cáp mà trước mắt một con chó nhỏ vậy mà biến mất tại trong tầm mắt của mình tiến vào tầm mắt của chính mình khu không thấy được chó săn thủ lĩnh trong nháy mắt cũng cảm giác được khác thường lông bờm nổ lên tên trước mắt thật giống như cũng không có nó tưởng tượng đơn giản như vậy mình ra sân tốc độ có thể so sánh phía sau ra hỏa nhanh hơn rất nhiều trực tiếp lên móng vuốt một chảo không lượng chảo không nhị cắt trên mặt đất vẽ ra mấy đường vòng cung, đem đánh tới công kích né tránh được không còn một móng. Quân tử động khẩu không động thủ, không biết quy củ này sao? Không muốn đến, đối phương vậy mà thật động khẩu rồi. Hơn nữa nhắm chính xác đều là cổ của mình. Chó săn đây lực cắn phàm là không có đụng phải, đối với Husky đó chính là chết thú vị một màn lại phát sinh vô luận chó săn thủ lĩnh làm sao ra răng nanh, nhị cắp đều có thể dùng kỳ diệu chạy chỗ tránh ra. Thậm chí một cái khác chó săn cũng gia nhập trong đó. Nhị cắp né tránh động tác được gọi là một cái xảo quyệt. Có đôi khi nhẹ nhàng cúi đầu xuống đều có thể trốn sạch lưỡng cầu công kích. Nhìn qua thật giống như một hắc chọc lượng chó ngốc một loại, chàng diện mười phần tức cười ôi chao ta tuy rằng lực lượng không bằng ngươi nhưng lão tử chính là chơi chính là chơi chuyên gia sừng sờ hân hân sừng sờ một trăm vạn quân chúng hết thầy sừng sờ đại việt xuất trinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc nhị cáp xâm nhập vào bầy sói bị lộ ra ánh sáng chính thị như thử chạy chỗ quay đầu móc phía trước có cường địch sau có truy Nghe chọn bộ tại mê audio com Đây thú vị một màn để cho hân hân phát sóng trực tiếp giữa trực tiếp đập nôi. Ta đi, hắc ca nghiêu bức, nghiêu oa, nhỏ như vậy một cái hình thể, vậy mà có thể cùng hai cái chó săn đọ sức. Ngày, ta quả thực cũng không có thấy rõ nó là làm sao tránh khỏi tốc độ của nó lúc nào tăng lên tới loại trình độ này. Bên trong lều cỏ mấy tên động vật học lão chuyên gia, lúc này không phải là há hốc miệng bọn hắn mười phần lý giải chó săn tập quán phàm là bầy chó săn phát động công kích từng chiêu đều là âm chiêu không cầu có thể một đòn toi mạng nhưng mà mỗi một chiêu đều có thể để cho đối thủ lọt vào khốn cảnh chớ đừng nhắc tới loại kinh nghiệm này phong phú chó săn đoàn đội đây husky làm sao sẽ nắm giữ loại tốc độ này vậy mà để cho hai cái chó săn đều cam bái hạ phong Đúng vậy a, à, phản ứng của nó năng lực có chút vượt quá bình thường rồi, quả thực có thể so với thành niên báo săn a, à, hân hân che miệng. Tuy rằng lúc này phi thường kinh ngạc, nhưng nàng biết rõ một cái vấn đề mấu chốt. Tuy rằng nó mười phần giỏi về né tránh, nhưng mà loại này hao tổn nữa từ đầu đến cuối không phải là một biện pháp dù sao vẫn là ấu niên chó coi như là trưởng thành chó đến, sức chịu đựng cũng so ra kém hoang dại chó săn AQAQ, 5 phút trôi qua. Sự thật chứng minh nàng sai, chỉ thấy hai cái chó săn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy rằng nhị cấp căn bản không có phát động công kích, nhưng mà hai cái chó săn lúc này liền ngay cả đứng đều có chút cố hết sức trong nơi này còn giống như âm hiểm rào hoạt chó săn A, à, há mồm thở dốc bộ dạng, cùng tổn thương nhà chi khuyển có thể liều một trận. Nhị cắp đứng tại hai cái chó săn trước mặt, vẫn ngẩng đầu thật ích, hô hấp mười phần bình ổn, nhìn qua căn bản không có tiêu hao bao nhiêu thể lực. Nhìn trước mắt hai cái chó săn, nhị cắp lắc lắc cái đầu nhỏ, trên đầu kia mấy cây ngây ngô lông được gọi là một cái phiêu giật. A, à, không phải đâu, không phải đâu, liền đây sao? đây chính là động vật giới trong truyền thuyết lưu manh sao nhị cắp giọng điệu tuy rằng mười phần diễu cợt nhưng mà đám khán giả nghe thấy trong tai lại chỉ là quái dị chó sủa uông gâu 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 phốc đây nhị cắp quả thực là tuyệt đây sóng diễu cợt quả thực kéo căng được rồi steamer phiên dịch một hồi được không hân hân cũng là cười ha ha cười đến được gọi là một cái nghiêng nước nghiêng thành để cho một ít đám khán giả trong lúc nhất thời cũng không biết nhìn nhị cáp dễ chả là nhìn mỹ nữ được rồi ta mặc dù không biết làm sao phiên dịch nhưng husky nói chỉ định không phải cái gì tốt nói kỳ quái vì sao chó săn thể lực sẽ so ra kém một cái ấu niên husky hân hân cau mày cũng không biết giải thích thế nào một màn này bên cạnh một tên lão chuyên gia lên tiếng còn phải học thêm a chó săn động tác mức độ quá mức khuếch đại, có thể nói là càng đánh càng cấp bách, cực kỳ tiêu hao tim phổi chức năng. Mà Husky lại bất đồng, coi như là đối mặt hai tên trưởng thành chó săn giáp công, tránh né động tác không chút nào dài dòng. Thường thường dùng đơn giản nhất né tránh phương thức là có thể không phát hiện chút tổn hao nào, điên cuồng tiêu hao đối thủ thể lực. Nhìn như chó săn là thợ săn, kỳ thực bị đùa bỡn ở tại Husky ở trong lòng bàn tay, chỉ bằng thông minh này, Husky mới thật sự là thợ săn. Ta đã bắt đầu mong đợi nó về sau tại đại thảo nguyên sinh sống, không thể không nói, lão chuyên gia phân tích 10 giờ đến vị. Đám khán giả nghe xong cũng là gật đầu liên tục, lúc này càng bội phục trước mắt con Husky này con non phải biết tại khu vực này có thể chiến hai cái chó săn đồng dạng đều là đỉnh cấp người săn đuổi nhị cắp chiêu thức ấy thao tác quả thực tuyệt ngay tại husky vẫn còn tại dương dương đắc ý thời điểm nhất thời xù lông có rất nhiều đạo khí tức không giống tầm thường truyền vào cái mũi của mình một đạo hai đạo bốn đạo làm sao còn có một cổ mùi máu xong rồi lần này có thể xong đời Nguyên Lai like mình sinh tử nguy cấp đây vừa mới bắt đầu. Đám khán giả nhìn thấy nhị cấp biểu hiện hơi nghi hoặc một chút. Không phải hai tên đối thủ cũng sắp gục xuống, Hắc Ca làm sao đột nhiên xù lông, tình huống này nhìn qua có chút không tốt lắm a. À? Chẳng lẽ là dự cảm thấy cái gì, ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Trước mắt một cái chó săn đột nhiên phát ra một loại mười phần bi thảm tiếng kêu tiếng kêu gào không ngừng, bất thình lình một màn để cho hân hân đôi mắt đẹp chừng một cái. Lần này triệt để xong đời, Husky chạy mau a -Q, a -Q, Hân hân sốt ruột nhìn màn ảnh, chẳng biết lúc nào đã phi thường lo lắng Husky an nguy. Không còn kịp rồi, chó săn phát ra loại này kêu gào, giống như là đồng bọn đã tại bên cạnh không xa, cũng có thể nói là một loại coi cảnh sát, nó tại nói cho trở về đồng bọn doanh địa có nguy hiểm mấy tên lão chuyên gia cũng là rối rít than thở đây husky mệnh thật đúng là cmn khổ một giờ không đến có thể quản lý ba lần sinh tử trở lại hiện trường nhị cắp đứng ở trong sân đã bất cứ lúc nào làm xong chuẩn bị chiến đấu bốn cái cái này chính là thủ lĩnh khác mấy con lực công kích hẳn đang nó bên dưới chỉ cần cẩn thận cũng còn là có thể chạy trốn nhớ là nghĩ như vậy thực tế lại cho nhị cắp đánh đòn cảnh cáo. Chỉ thấy bốn cái chó săn từ bụi cỏ cao bên trong khí thế hung hăng đi ra. Thần thái hết sức đạm định, hơn nữa mỗi một con hình thể đều so sánh trước mắt hai cái chó săn muốn lớn hơn một cỡ. Khi nhìn thấy cầm đầu một cái chó săn thì, nhị cắp càng là trợn tròn mắt. Chủng loại, chó săn, lực lượng, 20, nhanh nhẹn. 40, đầy một thân khối cơ thịt, cộng thêm một thân vết sẹo, thật giống như tại cho biết. Ta mới là khu vực này thủ lĩnh. Nhìn bốn cái chó săn khóe miệng, tất cả đều treo đầy đỏ thắm, xem ra vừa mới ăn một bữa thỏa thích. Lúc này đang đứng ở trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Bốn cái chó săn vốn là nhìn một chút nhị cáp, lại nhìn một chút hai tên đã thể lực chống đỡ hết nổi đồng bọn tại xác nhận xông vào lãnh địa chính là trước mắt nhị cấp sau đó. Trong ánh mắt hung tàn trong nháy mắt bạo phát, uy hiếp âm thanh nổi lên bốn phía. Loại này cảm giác ngột ngạt để cho đám khán giả đều có chút nghẹt thở. Hân hân khống chế máy bay không người muốn đi dọa lui mấy con chó săn, nhưng một chút tác dụng cũng không có tạo được. Nhị cắp chặt nhìn chăm chú trước mắt bốn cái đối thủ nhanh nhẹn độ tuy rằng cũng không sánh nổi ta nhưng là muốn theo bọn nó trên tay trốn khỏi ai số mạng này có thể thật biết nói đùa a à. lúc này nó cũng đã làm xong quyết tử đấu tranh chuẩn bị vèo không muốn đến chó săn thủ lĩnh căn bản không đem nhị cắp coi ra gì đi lên chính là cực nhanh một cái nhào tới trước trốn một cái sạch sẽ gọn gàng né tránh nhưng <laughs> một vệt đỏ thắm vẫn là từ nhị cáp bụng nhỏ xuống, con mẹ nó, thật đúng là đụng phải ngạnh cha tử rồi. Nó biết rõ, nếu như đối phương bốn cái cùng tiến lên, kia mình tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Đang lúc này, bén nhạy lỗ tai thật giống như phát giác cái gì? Là bọn họ, tại sao lại theo tới, phía trước có cường địch, phía sau có truy binh, hôm nay sợ là giao phó định, mấy bóng người giống như nhận được tín hiệu gì? điên cuồng hướng về chó săn lãnh địa chạy như bay đến cái tốc độ này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung Đại Việt xuất trinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm sẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc nhị cáp, xâm nhập vào bầy sói bị lộ ra ánh sáng chính thị như thử kỹ năng kích hoạt Lang Vương lên sàn nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com Vậy để cho chảo đánh một trận đi, ít nhất chết thống khoái, nhị cắp nhìn lên bầu trời bên trong máy bay không người. Miệng chó cũng hơi tới điểm mức độ. Hân hân khống chế camera cũng đưa đến một cái đặc tả. Vốn là trời sinh dị đồng husky, cộng thêm ngoài miệng mức độ. Khoan hãy nói, một màn này quả thực là xoái đến bạo tác. Thậm chí có không ít tiểu mê đắm tiệt đồ gìn giữ ngày, đây hoàn toàn có thể khi vách giấy rồi, trời của ta, người nào nói husky hàm hàm, đây nhan chị quả thực kéo căng được rồi. Vù vù ô husky ngươi ngàn vạn không nếu có chuyện gì a à, các tỷ tỷ cũng không hy vọng ngươi chết QAQ, trở lại hiện trường. Chỉ thấy lúc này husky, mặt đã hung tướng. Một đôi dị đồng hung tợn nhìn chăm chú lên trước mắt chó săn thủ lĩnh, thật giống như một khắc này hắn thật sự là một tên thợ săn kiểm tra Husky chiến đấu khát vọng trị bạo phát kích hoạt kỹ năng đặc thù, lang vương, kỹ năng giới thiệu tóm tắt. Lực lượng gấp bội kéo dài 5 phút, 24 giờ bên trong chỉ có thể sử dụng một lần, lần đầu sử dụng sẽ kích động ngẫu nhiên gấp bội, tuyên bố nhiệm vụ. Tại sau đó trong vòng nửa canh giờ thành công sống sót tưởng thường. Lần đầu tiến hóa, vốn phải là một cái 10 phần nhiệm vụ đơn giản nhưng thả vào giờ phút này nhiệm vụ này thật sự là quá mức gian nan lang vương lực công kích gấp bội đúng không có chút ý tứ có thể hay không còn hay không sống ta không biết săn thống khoái chó săn thủ lĩnh nhất thời lộ hung quang cũng không tính cho trước mắt vật nhỏ này một cơ hội nhỏ nhoi lúc này liền xông về phía trước muốn một đòn giết chết nhị cáp đang lúc này nhị cáp đột nhiên ngửa đầu lộ ra khuyển nha gào ô ô ô, lang vương kích hoạt lực công kích. Một lần đầu sử dụng, ngẫu nhiên gấp bội x20, x20 lực công kích. 20, hảo gia hỏa, đầy ngẫu nhiên gấp bội đều thật có chút ra sức. Husky tiếng kêu gào lực xuyên thấu độ 10 phần cường hãn. Không chỉ chấn động tới phương xa chim nhỏ bay lượn. Trước mắt chó săn thủ lĩnh cũng là đột nhiên thắng gấp xe một cái. Nhất thời lông bờm nổ lên một loại sinh tử nguy cấp tùy tâm mà sinh thiên tính nói cho nó biết nếu mà liền loại này tùy tiện tiến lên kết quả của mình sẽ mười phần thảm thiết thậm chí có chủng sẽ bị một đòn bị mất mạng cảm giác còn lại ba cái chó săn vậy mà đều rối rít lùi về phía sau mấy bước bọn họ vậy mà tại sợ hãi đám khán giả một lần nữa nhìn về phía nhị cáp lúc này husky khi chất quả thực long trời lỡ đất thay đổi trong mắt sát cơ lộ ra để cho tất cả mọi người đều thấy được nhị cáp lang tính. Một khắc này mọi người phảng phất đều không nhận ra nó, trong tâm đều có nỗi nghi hoặc. Nó thật vẫn là một cái ấu niên husky sao? Không phải không phải, nó sợ là một cái lang đi, bị chúng ta ngộ nhận là rồi husky. Đúng vậy a, à, khí chất này hoàn toàn không giống như là một con chó a, à, nó lại làm sao lại sói chu đâu? trời của ta rồi, ta vậy mà đều có điểm sợ, bất quá thật là đẹp trai a, à, hân hân lắc đầu liên tục. Thấy một màn này nội tâm của nàng đều có chút co quáp. Kỳ thực đại đa số phẩm loại cẩu đều sẽ sói chu, chỉ có điều quá mức sủng vật hóa sớm đã không có loại bản năng này, mà Husky loại này phẩm loại lang huyết mạch vẫn là chiếm cứ khá lớn. Có lẽ nó cũng đang oán trách vận mệnh của mình bất công đi, nó chỉ là một cái Husky a, à, yên tĩnh song phương đều đang quan sát đối phương nhất cử nhất động. Chó săn thủ lĩnh cũng tại vây quanh nhị cắp xung quanh liên tục lởn vờn. Phía sau, chính là chó săn thích nhất phương thức công kích. Đúng như dự đoán, ngay tại chó săn đi vòng qua nhị cắp phía sau trong nháy mắt. Lúc này chính là một cái đột kích, nhắm chính xác địa phương chính là Husky cửa sau con mẹ nó cái này thật đúng là là chó săn tuyệt kỹ thành danh a còn dùng đến trên người ta tuyệt ngay tại chó săn thủ lĩnh nhào tới trong nháy mắt tứ chi bất thình lình bùng nổ ra trước giờ chưa từng có lực lượng chớp mắt chớp mắt xoay người lại tất cả mọi người đều cho rằng nhị cắp đem sẽ tiếp tục né tránh nhưng lần này bất đồng rồi tránh né trong nháy mắt mắt nhanh răng chuẩn trực tiếp từ mặt bên cắn phải chó săn phía trước trưởng vị trí. Công kích liền muốn địch nhân công kích nhược điểm. 20 điểm lực công kích trong nháy mắt bạo phát. Khuyển nha trong nháy mắt khảm tiến vào chó săn chân trước trưởng. Dên dỉ một tiếng trong nháy mắt truyền ra. Chó săn trong mắt kinh hoàng một phiến, lực đạo này hoàn toàn không thua với mình. Nhưng cái này còn coi xong. Nhị cấp căn bản là không định nhả ra, mà là dùng sức kéo một cái đâm hai cái loài chó đầu ngón tay trực tiếp rơi vào husky trong miệng trong nháy mắt răng nanh bên trên tất cả đều là một phiến đỏ thám điều này sao có thể một cái ấu niên husky lực cắn vậy mà có thể miễn cưỡng kéo xuống chó săn ngón chân kỳ tích a à, tiểu gia hỏa này hiện tại liền đây lực cắn lớn lên còn mẹ nó rất giỏi mấy tên lão chuyên gia hoàn toàn mơ hồ rồi không biết nên làm sao giải thích Hân hân cũng là che mình ngọc miệng, kêu lên sợ hãi. Đám khán giả thấy được gọi là một cái nhiệt huyết sôi trào A. Vô CCC, đầy nhị cáp quá CMN như bức, HK. Không hổ là chúng ta HK, quá CMN ngoan, nhị cáp vậy mà tấn công. Hơn nữa còn nhường đối phương trong nháy mắt ở hạ phong. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lúc này thời khắc trước mắt vậy còn đến cái gì Husky A, nhất định chính là một đầu hung tợn hung thú. Ấm, ẩm ầm 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 chó săn thủ lĩnh chân trước trường căn bản không có rồi khí lực dĩ nhiên té một cái thật ngã gục. Trong miệng tiếng rên gì thanh âm không ngừng, thoạt nhìn là thật đau vô cùng. Hướng theo chó săn thủ lãnh ánh mắt biến đổi. Mấy cái chớp mát, nhị cấp bốn phía liền bị bao vây ngay cả vừa mới kia hai cái vô lực chó săn cũng một lần nữa đứng lên trước sau tổng cộng sáu con đây hoàn toàn là một cái tử cục đám linh cầu đều lộ ra nanh vuốt của mình thật giống như nhìn một đạo trong mâm chi bữa ăn nào ngờ mới vừa rồi tiếng kia sói chu về sau trong bụi cỏ hai đạo thân ảnh càng đem tốc độ kéo căng ai thật đúng là bốn chảo khó địch chó săn a à một khắc này bầy chó săn mới thật sự là bạo phát ra thực lực chân chính. Tấn công, toàn bộ tràng diện mười phần hỗn loạn, nhị cấp vậy mà kiên trì nổi, không bị miểu sát, chỉ có điều cả người đỏ thắm để nó mười phần không dễ chịu. Nhưng có thể đến một bước này đã là nghịch thiên kỳ tích. Trong lều hân hân lúc này khóe mắt đều treo đầy nước mát. Lúc này cầm lấy súng thuốc mê, cầm lấy SUV chìa khóa trực tiếp chuẩn bị hướng về chó săn doanh chạy tới. Người điên rồi sao? Người đây là hỏng đại quy củ, nếu ngươi làm như vậy, về sau diễm quốc ai còn có thể tới cái này khu vực, hân hân cắn chặt hàm răng. Chuyển thân trực tiếp chuẩn bị xông ra. Đang lúc này, ngao ô vù vù ngao ô vù vù hai tiếng trưởng thành tiếng sói chu xuất hiện. Hai đạo hắc ảnh vò thẳng ra bụi cỏ thùng thùng phi thường thật dày rơi vào bầy chó săn sau lưng. Cầm đầu sói thảo nguyên tự tin lối đứng, bị gió thổi động lông bơm. trên mặt hung quang để cho đám khán giả nhìn thấy đều run rẩy một chút. Đại Việt xuất trinh phạt tống, hãy xem liên quân năm nước do Đại Việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào. Mời đọc.